hành động và tội ác của Hồ Chí Minh. Tuy Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nề nếp, lễ giáo vì cha là một nhà nho, nhưng Hồ không được cái may mắn thụ hưởng sự giáo dục đúng mức của cha mẹ. Mẹ Hồ mất sớm và cha vì máy bận rộn sinh kế ở nơi xa lạ, đồng thời bị thải hồi mất việc, phải lặn lội đó đây tìm sự sống nên không có dịp gần gũi con cái. Tình cảnh ấy đã đưa đẩy Hồ tới nếp sống không kiềm chế, buông thả, dấn bước giang hồ, rài đây mai đó. Chính nếp sống lạc loài này đã tạo nơi Hồ tính khí ương ngạnh, bướng bỉnh và cuộc sống bon chen tranh miếng ăn từng ngày đã biến Hồ thành một con người điếm xảo, lừa dối, gian manh. Với quá trình mất nhân đức từ thuở thiếu thời như vậy, chuyện Hồ sau này manh tâm, lừa thầy phản bạn không phải là chuyện nghịch lý. Quả đúng như tục ngữ có câu, cha mẹ sinh con không dễ sinh tính. Lúc 19 tuổi, Hồ Chí Minh đã lòn lách, xoay sở tìm được một chân bồi tàu cho người Pháp. Vừa tìm được sinh kế, vừa có dịp học hỏi người ngoại quốc. Đối với họ hàng, làng nước, làm cho tay, dù là nghề thấp nhất trong nấc thang giai cấp, cũng là một điều đáng hãnh diện. Cho nên, Hồ có quyền phần nào đó tự hào được phục vụ ông Tây, Ba Đầm trước sự thắng phục của làng nước. Nhờ nghề bồi tàu, Hồ có dịp lưu sang đất Pháp. Rồi sau khi bỏ việc dưới tàu, Hồ lên bộ liên tiếp làm một số nghề khác. Phu quét đường, bồi bàn ở các hiệu ăn, chụp ảnh dạo, sống cuộc sống khá vất vả, thiếu thốn và tuổi thân. Vốn có tài xoay sở, Hồ thấy trường thuộc địa có thể là giải pháp cho cuộc sống bế tắc của mình. Từ đó mộng làm quan bừng dậy trong lòng, nên cuối cùng Hồ quyết định nộp đơn xin học, nhưng bị từ chối như đã trình bày ở chương trước. Mối bất mãn hận đời đã phát sinh từ đó, khiến từ một tay gian manh vặt, Hồ trở thành một kẻ gian hùng lớn bất cần đời, thuộc loại hận đời đen bạc. Để che giấu tông tích, Hồ đã mang nhiều tên khác nhau, phải chăng để dễ bề dấn thân vào tội ác và phản trắc. Từ chỗ lừa gạt tiền bạc đồng hương sinh sống tại hải ngoại, đến lừa gạt chính phủ Pháp, trốn tránh lưới pháp luật, vân vân, không bút mực nào ghi chép cho hết được. Ở đây, chúng tôi chỉ xin ghi lại một cách tổng quát những hành động phản trắc và những tội ác lớn gieo tai ương thảm khốc cho quốc gia dân tộc Việt Nam mà thôi. Khi bắt đầu lưu lạc trên đất Pháp, Hồ được các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền cho ăn nhờ ở đậu vì biết Hồ Chí Minh là con của nhà nho Nguyễn Tất Sắc bị thất sủng. Nhờ uy tín của các ông, Hồ làm quen với sinh hoạt chính trị tại Pháp, dần dần được kết nạp vào Đảng Xã hội Pháp. Sau khi tạm đủ cơm no áo ấm từ một đảng viên xã hội bé nhỏ, Hồ Chí Minh không được mấy thỏa mãn tham vọng. Đã ngấm ngầm len lỏi vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Pháp, từ giá các ân nhân xa lánh Đảng xã hội, sau đó được dịp tháp tùng phái đoàn Đảng Cộng sản Pháp dự hội nghị Cộng sản ở Nga. Tại Nga, khéo cúi lòn nịnh hót, Hồ được lòng Đảng Cộng sản Nga và được cho vào học trường Đại học Đông Phương ở Mạc Tư Khoa. Nhờ vậy, Hồ được Nga tin dùng làm tay sai hoạt động trong vùng Đông Nam Á. Đầu tiên, Hồ Chí Minh được Nga phái sang Trung Hoa, hoạt động chống chính phủ Quốc dân đảng, đồng thời tìm cách du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Tại đây, Hồ vừa cải trang làm người Trung Hoa dưới cái tên Lý Thụy để tuyên truyền thu hút người Trung Hoa tin theo lý thuyết Cộng sản, vừa khoác lớp áo người Việt Nam yêu nước để đánh lừa sự cảm nể của một số đông thanh niên Việt Nam và các nước láng giềng đến học quân sự, chính trị tại trường Võ Bị Hoàng Phố, Trung Quốc. Hồ Chí Minh vừa dùng tình cảm dụ dỗ thanh niên tin nghe thuyết Cộng sản, vừa dùng mưu độc ác,
Nếu Ương Ngạnh không chịu đầu phục, Hầu sẽ mật báo cho Pháp để chặn bắt khi trở về nước. Bất cứ lúc nào và nơi nào, Hồ Chí Minh cũng áp dụng quỷ kế độc ác, gian manh bằng tuyên truyền, dụ dỗ, đầu độc lý thuyết cộng sản hoặc bằng hành động cưỡng bức, dọa dẫm dùng vũ lực. Hồ Chí Minh từng lập mưu bắt Phan Bội Châu, lãnh tụ phong trào Đông Du, bán cho người Pháp lấy 10 vạn đồng, tức là 100.000 đô. Lúc bấy giờ, cụ Phan tin và nghĩ rằng Cộng sản cũng yêu nước như phe quốc gia, nên liên hệ với họ và bị tên Lâm Đức Thụ dụ mời đến một địa điểm ở Thượng Hải mà cụ không biết là thuộc tô giới của Pháp. Cụ bị cảnh sát Pháp bắt đưa về Việt Nam, xử tội tử hình, sau đêm an trí tại Huế và mất năm 1940. Một số nhà cách mạng Quốc dân đảng Trung Hoa nghe tin cụ Phan lâm nạn, tìm dò hỏi một đồ đệ ruột của Hồ Chí Minh. Tên này đã thuật lại và giải thích cụ Phan đã già lẫn, không ích lợi gì cho cách mạng. Việc cụ Phan bị bắt và xử án lại gây được phong trào tại quốc nội, có tinh thần phản đối chống người Pháp. Các tổ chức cách mạng tại quốc ngoại có thêm được sự tín nhiệm của người Pháp, lại có được phương tiện 10 vạn đồng đưa thêm một số thanh niên trong nước xuất ngoại hoạt động cách mạng. Thật vậy, Hồ Chí Minh dùng tên Lâm Đức Thụ, tên thật là Nguyễn Công Viên, con dao hai lưỡi, một thời cộng tác với cụ Phan, được cụ nâng đỡ và tin cẩn, nhưng lại là cộng sản, tay sai của Hồ Chí Minh, đã âm mưu bán cụ cho Pháp chia tiền. Phần tiền của Thụ chia được trong vụ này cũng như nhiều việc khác giúp hắn sống một cuộc đời xa hoa nhất tại Hồng Kông. Việc buôn bán cách mạng này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm. Mỗi thanh niên Việt Nam quan phục hội hoặc bất cứ tổ chức nào khác sang Trung Hoa đều phải nộp cho Lâm Đức Thụ hai bức hình mới chụp hoặc do y chụp và phải trả một số tiền nhỏ nói là để lập hồ sơ vào học trường quân sự Hoàng Phố. Đến ngày thanh niên, sinh viên tốt nghiệp ra trường thì số phận của những người ấy đã được định sẵn. Những kẻ ngoan ngoãn theo Cộng sản gia nhập vào thanh niên cách mệnh Đồng Chí Hội thì được an toàn trở về Việt Nam bí mật hoạt động theo chỉ thị của Hồ Chí Minh. Còn những ai cứng đầu, khăng khăng giữ vững lập trường quốc gia, hễ qua biên giới Việt Hoa thì nhất định bị mật thám Pháp đón bắt cầm tù. Vì Hồ Chí Minh hoặc Lâm Đức Thụ đã trao cho Pháp một tấm ảnh kèm theo lý lịch vẽ vời để lấy một số tiền công từ lãnh sự của Pháp. Sự việc này liên tục xảy ra khiến cho phong trào quốc gia tại Việt Nam vô cùng khó khăn về nhân sự, mất liên lạc với trụ sở hải ngoại. Những người từ trong nước phải đi liên lạc với bên ngoài cũng thường bị Pháp bắt vào tù hoặc bị Việt Cộng hăm dọa, dụ dỗ, thu hút mất. Do đó, thanh niên sinh viên Việt Nam tốt nghiệp trường Hoàng Phố hoặc những ai từ Việt Nam ra đi hoạt động mà không chịu theo Cộng sản, không dám trở về Việt Nam, chỉ còn có một cách là gia nhập quân đội Quốc dân đảng Trung Hoa để tạm sống và chờ thời. Nhưng Quốc dân đảng Trung Hoa mỗi ngày một sa sút, ảnh hưởng rất lớn đến phong trào quốc gia Việt Nam và đó là cơ hội thuận lợi cho Cộng sản bành trướng. Tên Lâm Đức Thụ có công đắc lực bán thanh niên, sinh viên Việt Nam cho Pháp, chia tiền với Hồ Chí Minh, nên lúc bấy giờ tại Trung Hoa, Thụ được mọi người gắn cho cái tên là Lái Thanh Niên và ông ta trở nên một người giàu có sống xa hoa tại Hồng Kông. Khi Nhật thất trận, các đảng phái đồng loạt vận động toàn dân đứng lên khởi nghĩa năm 1945. Cộng sản giấu mặt nước dưới chiêu bài Việt Minh để liên kết và lợi dụng các đảng phái quốc gia, dần dần cướp đoạt quyền chính trị, thanh toán các lãnh tụ quốc gia, hoặc chỉ cho giữ những chức vụ bù nhìn. Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lúc bấy giờ, Lâm Đức Thụ ở Hồng Kông
quen nếp sống xa hoa, nhưng không còn thanh niên để bán, trở nên túng thiếu, phải trở về Việt Nam, đến ý kiến Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hứa che chở cho Thụ về quê sống yên ổn ở Kiến Xương, Thái Bình. Tuyệt đối không được tiết lộ tất cả những gì của hai người đã hoạt động làm ăn thuở trước. Tuy vậy, có người Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề ra khẩu hiệu thà giết lầm còn hơn bỏ sót để chấm dứt những gì từng xấu xa, bỉ ổi trong quá khứ, không còn lo lắng phân vân nhân cơ hội quân đội Pháp tấn công, đánh chiếm gần Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hồ Chí Minh chỉ thị cho cán bộ Việt Minh đến nhà Lâm Đức Thụ bắt bỏ vào rọ mang đi thả trôi sông. Thụ để lại một vợ tàu và hai đứa con lai. Trong cẩm nang của đảng, hầu hết những lãnh tụ đảng phái quốc gia quan lại thời Pháp, các cộng sự viên hoặc đảng viên nhất thời đều là thành phần lần lượt bị thanh toán tùy theo giai đoạn và trường hợp thuận tiện. Thi hành chỉ thị của Liên Xô, năm 1924, Hồ Chí Minh đến Quảng Châu từ Mạc Tư Khoa, rồi vào tháng 6 năm 1927, Hồ Chí Minh trở về Mạc Tư Khoa. 1930, Hồ Chí Minh lại đến Hương Cảng, Cửu Long, hoạt động, bị bắt rồi được phóng thích. Hồ Chí Minh tìm cách trở lại Nga, ẩn náu một thời gian. Năm 1938, Hồ Chí Minh trở lại Diên An, Hành Dương, Long Châu, Trùng Khánh, Côn Minh, tỉnh Tây, Bách Sắc, vùng biên giới Hoa Việt. Trong thời gian hoạt động tại Trung Hoa, Hồ Chí Minh sử dụng nhiều lý lịch ngụy tạo mang các tên sau đây: Lý Thụy, Vương Sơn Nhi, Vương Đạt Nhân, Lão Vương, Tống Văn Sơ, Hồ Quang, Hoàng Quốc Tuấn, Lão Trần, Thu Đại Gia, Đội Lốt, người Việt yêu nước chống thực dân Pháp để thực hiện mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam và bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại vùng Đông Nam Á Châu.